Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay một clip, mình sẽ review cho anh em một cái sản phẩm của hãng Rustiat, tức là sản phẩm Valerie. Ngày hôm nay mình sẽ quay một clip, mình sẽ gọi là unbox cho anh em xem một cái chai xịt tạo phồng của Valerie của hãng Rustiat này anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trước quay một mình sẽ chỉnh lại góc cam chút. Và mình sẽ bắt đầu quay clip unbox thôi nhá. Về thiết kế chai xịt tạo phồng của Valerie đấy thì mọi người cũng biết rồi. Cái hãng này là hãng của Rustiat này ạ. Đây, cái hãng của Rustiat này. Đây là một cái trong những cái hãng gọi là chuyên sản xuất về shampoo tóc và một số sản phẩm như là dầu gội xả khát. Thì mình thấy là đây là một sản phẩm mình thấy là nó cực kỳ là bán chạy luôn. Về thiết kế của cái chai này là đây, cái chai mình đang có đây là cái chai dung tích là tận là 150ml. Thì mình thấy là cái chai này ấy, thì thông thường là nếu mà dùng trải nghiệm thì dùng cái chai này nó sẽ vừa đủ, vì con này nó có một phiên bản nữa, bản chai 300ml. Thì mình thấy là cái bản 300ml này ấy, thì mình thấy là nó cũng ổn áp ấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trước khi quay mọi người cho mình xin phép mấy phút để mình đi xả sạch em nhé. Mình sẽ đi xả sạch tóc một chút nha, bởi vì tóc mình đang khô rồi nên là mình cũng xin phép là xả sạch tóc em ạ. Đầu tiên là mình sẽ review qua về cái mùi hương em ạ. Mùi hương của Valerie nó có thành phần là tinh dầu bưởi này, xong rồi là vitamin E và vitamin B5 là một trong những thành phần mà là giúp tốt cho tóc. Mà mình thấy là khi mà dùng cái này lên ấy, nó sẽ không bị rít, và cái thứ hai nữa là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì mình xin phép mình sẽ xả sạch tóc một lúc nhá, rồi tí sẽ quay lại sau. Trước khi xả sạch mình sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách dùng, bởi vì tóc mình hiện tại cũng đã xả sạch rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sẽ chỉnh cho mọi người cách dùng một chút. Là mình mọi người sẽ xịt ra tay một ít này. Đây, mọi người cứ xịt ra tay một ít, xong rồi mình sẽ xoa đều. Đấy. Xoa đều ra lòng tay, xong rồi khi mình sẽ ấp lên tóc. Cái cách dùng như này ấy, thì nó sẽ dàn đều lên trên tóc nhiều hơn anh em ạ. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình dùng cái này ấy, nó là một cái sản phẩm mà hỗ trợ sấy cho cái việc là tóc nó sẽ trở nên và đẹp dễ hơn anh em ạ. Mình dùng trên tóc cũng chỉ dùng một chút thôi. Đấy. Con này mình sẽ chỉ dùng một chút, không cần phải dùng 2-3 xịt thôi. Không nên dùng quá nhiều mọi nhỏ, bởi vì là nếu mà dùng quá nhiều thì nó sẽ tóc sẽ không bị con này mình chỉ dùng 2-3 xịt nào là vừa đủ rồi nhá. Xong rồi mình sẽ dàn đều lên trên tóc của nó sẽ dễ hơn. Hiểu không? Con này có tông mùi như kiểu mùi của tinh dầu bưởi ấy, thì mình thấy là con Valerie ấy có tông mùi tinh dầu bưởi. Khi mà mình xịt lên tóc ấy, thì nó sẽ cái này mình sẽ không nên dùng xịt lên tóc, mà mình sẽ dùng xịt vào tay, mà mình sẽ xoa đều và mình sẽ dùng trực tiếp lên tóc thì nó sẽ đều sản phẩm hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hoàn thành về công việc xoay tóc em nhá. Bây giờ mình sẽ xịt tóc thôi. Đầu tiên là mình chỉ bây giờ mình sẽ xịt tóc thôi anh em ạ. Trước khi xịt tóc thì mình một chút để mình làm khóa cái cửa vào khóa cửa mình chờ chút để mình xịt tóc đi. Bây giờ mình sẽ test một chút về cái công đoạn là đây. Bây giờ mình sẽ dùng cái lược này để mình chia mình ngồi một chút. Đấy, xong rồi sau khi chưa ngồi xong thì mình sẽ sấy. Cái phía sau đây này là nó sẽ ưu tiên cho việc là dùng cái đoạn này sấy nó phải công suất cao một chút. Đây, mọi người cứ ưu tiên cho mình dùng loại máy sấy mà có công suất phải từ 2000 trở lên ấy, thì dùng nó sẽ ok hơn. Chứ dùng máy sấy mà dưới 1000 thì nó sẽ không thể nào mà bảo vệ nhiệt được em. Bây giờ mình sẽ sấy vào cái phần làm này. Thì có khả năng đang tạo tổ được nhiều tốt luôn.
khi mình sợi lên phát thì các khó khăn ngồi cứ sợi như bình thường thôi. Khi mà được hoạt động ra đây thì ngồi cứ sợi như bình thường thôi. Đúng không thay mình đang ra trong đó quá trình chế tác để mình con ra đi ấy, con mình ấy thì sấy khô rất là nhanh, tầm là mấy phút là xong rồi. Theo bây giờ mình sẽ không cần phải khô nhanh nữa vì tóc mình hiện nay nó chỉ là cái cục gì nhanh lắm, không chậm đâu. Đây, sau khi mà sấy xong thì nó sẽ thành quả sẽ như này nhá. Ok, và mình sẽ bắt đầu sấy tiếp vào cái phần đây mình sẽ sấy tạo kiểu bằng lược em nhá. Trước khi sấy tạo kiểu bằng lược thì mình sẽ chỉnh lại cái khả năng ép sai của con da Valerie rồi, thì cũng tốt luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sấy tạo kiểu nhá. Kiểu con này cực kỳ tuyệt vời luôn. Sau khi sấy xong thì con Valerie nó cho cảm giác cực kỳ là mượt. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình dùng ấy thì con này có thành phần là tinh dầu bưởi ấy, thì khi giúp cho việc khi mình sấy lên ấy thì nó sẽ gọi là không bị khô, không bị rít nhiều. Thế là rồi, tóc con này cực kỳ là mượt luôn. Bây giờ mình sẽ sấy kỹ kỹ một chút nhé. Ok, sau khi sấy xong thì mình thấy là cái cảm nhận đầu tiên khi mình dùng con Valerie ấy là mình thấy là khi mà rồi lên tóc ấy, nó sẽ không bị rít khá nhiều. Cái thứ hai ấy, là mình sẽ thấy là cái con Valerie ấy nó sẽ cho cảm giác nó gọi là nhẹ nhàng, nó không bị rít các bạn nhé. Bây giờ công việc của mình là chỉ là dùng sáp thôi nghe bạn. Khi mình trải nghiệm cái con sản phẩm của Valerie ấy, mình thấy là cái sản phẩm này ấy thì nó sẽ khi mà mình dùng xịt lên tóc ấy thì mình thấy không phải thực ra mình xịt xoa đều lên tóc ấy thì mình thấy là khi mà dùng lên thì mình thấy là tóc nó sẽ tạo ra một cái độ tự nhiên đây, nó không bị khô sơ nhở, nó sẽ không bị rít. Thì khi mà mình đối tóc ấy thì nó sẽ không bị rít. Bây giờ công việc của mình ấy thì chỉ là dùng sáp này thôi nghe ạ. Công việc đơn giản nhất là nói chung là dùng sản phẩm xịt kiểu của Việt Nam thì tất nhiên là không thể dùng sáp của Việt Nam được nghe ạ. Cái lượng sáp em ạ, thì khi dùng vào xịt tạo phòng xong mình sẽ lấy một lượng sáp vào đủ nhé ạ. Đây, lấy một lượng sáp vào đủ. Đấy, đầu tiên là lấy một lượng sáp vào đủ thôi. Rồi, lấy một lượng sáp tủ ra ngoài là đánh tan ra trong lòng tay. Nói chung là công việc hút sáp dưới nó cũng sẽ đơn giản thôi, nó cũng không gì cả anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu outline tóc thôi. Khi mà mình áp lên tóc thì nó sẽ không tạo cho mình áp lực nhiều em. Đây, mình sẽ vuốt luôn. Thực ra cái xịt tạo phòng này nó chỉ giúp cho việc bảo vệ nhiệt của máy sấy thôi. Còn nếu mà anh em mà khi mà đi ngoài đường ấy, thì bắt buộc là phải vuốt thêm sáp vào. Nếu mà không vuốt sáp vào thì nó sẽ tóc của sẽ nhanh bết em ạ. Nên bắt buộc phải dùng sáp thì mới có thể bảo vệ được cái có khả năng hoạt động ban ngày thì nó sẽ vô tư hơn. Đây. Công việc của mình chỉ cần dùng sáp thôi, dùng sáp nó sẽ đơn giản hơn nhỏ. Đấy, sau khi mà hoàn thiện xong thì mình thấy là khi mà dùng Valerie vào ấy, thì cái việc dùng sáp khô ấy thì nó sẽ
giảm đi cái độ rít. Và cái thứ hai nữa là khi mà dùng lên tóc ấy, thì nó sẽ giảm được cái độ rít của sáp đi ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Còn vai thì nó có một khả năng kiểm soát gọi là cực kỳ là dễ. Đây, khi mà vuốt lên là khả năng tạo volume cực kỳ là cao. Đấy, khả năng tạo volume cực kỳ cao luôn. Và cái thứ hai là khi mà vuốt lên tóc ấy, thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi mà dùng vít tăng xong mình dùng sáp trở nên nó sẽ dễ dàng hơn và không cần phải mất quá nhiều sức nữa. Đây, về tổng quan thì mình thấy là con Valery ấy là có cái bản là 300ml, thì thấy là cái bản đấy dung tích nó sẽ lớn hơn. Và cái thứ hai nữa là dùng nó sẽ lâu hơn, nhưng nếu mà dùng trải nghiệm ấy, thì cần cái chai 150ml thì nó sẽ ok hơn. Bởi vì là cái chai 150ml ấy, thì thấy là giá này là tầm 150.000 em ạ. Cái chai này cái giá nó có cái bản là 300ml nó sẽ tầm 250.000, thì thấy là nó mọi người có thể mua ở shop Hải Đăng hoặc là mọi người mua trực tiếp ở Rusty Lab ấy, thì nó sẽ hay hơn. Cái hãng này là một chuyên về những sản phẩm như là shampoo tóc này và dầu gội, dầu xả và nhiều sản phẩm khác nữa. Và cái thứ hai nữa là đây là sản phẩm xịt ở phòng của Rusty Lab ấy. Thì thấy là cái con này ấy, là có phong cái thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Label các thứ ở đây, cái label này là có chữ tiếng Việt luôn các bạn, nên là mọi người cứ khi mua hàng ấy thì mọi người cứ yên tâm về cái việc này. Bởi vì là cái khi mà mình vuốt sáp lên ấy, thì tóc nó sẽ tạo ra cái độ tự ẩm mà nó không bị khô quá nhiều. Đây, vì con freestyling này nó có thêm phần là cấp ẩm rồi ấy. Khi mà vuốt sáp lên ấy, thì tóc nó sẽ có độ ẩm tự nhiên mà không bị khô sơ nhiều. Đây, vì con này có thành phần là tinh dầu bưởi nữa, nên là vuốt nó sẽ dùng lên tóc nó sẽ không bị khô sơ. Và cái thứ hai nữa là khi mà dùng sáp lên vậy thì nó sẽ tóc nó sẽ vào nếp hơn và dễ kiểm soát nếp hơn nhiều. Và cái công việc là vuốt sáp đi ra ngoài đường thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì là khi mà dùng sản phẩm tạo kiểu xong rồi thì dùng sáp thì trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và thực ra hôm nay là clip ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.